Thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, chương trình Thắp sáng đường quê được triển khai tại các địa bàn vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã thực sự tạo sự lan tỏa sâu rộng. Những công trình thắp sáng đường quê này không chỉ làm thay đổi diện mạo những vùng quê mà còn góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khi màn đêm buông xuống, do ánh đèn của đoạn đường nằm trong chương trình thắp sáng đường quê tại thôn 4 xã Linh Sơn, huyện Nam Rông, chị Hơ Biên cùng với những người dân trong thôn cảm nhận rõ sự đổi thay, rõ nét trên chính con đường hàng ngày mình đi. Không chỉ thuận lợi trong đi lại vào các thời điểm ban đêm, mà tình hình an ninh trật tự giao thông cũng được đảm bảo. Từ khi có đèn đường này thì nói chung là ai cũng thấy vui, nó giúp mình đi đường tiện lợi. Với lại bọn trẻ thì nó lại thích đi tập thể dục hoặc là đi tự đi chơi, đi nhà thăm bạn bè, cô bác gì nó cũng biết tự đi. Từ khi có mà đèn đường này thì nói chung là cuộc sống của người dân thì nó cũng rất là sạch sẽ. Thứ nhất, thứ hai thì về đời của mấy đứa trẻ thì nó vui chơi, nó rất là thoải mái. Đôi khi đêm thì tụi nó cũng tụ tập để chơi cầu lông này kia, nó rất là vui nhộn cho các em. Công trình thắp sáng này là một trong rất nhiều công trình thắp sáng đường quê được ngành điện lực Nam Rông cùng với các đơn vị đoàn thanh niên triển khai thực hiện trên một số tuyến đường tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, với mục tiêu đảm bảo việc đi lại và những vấn đề về an ninh trật tự, tai nạn giao thông vào các thời điểm buổi tối. Đối với những cái chương trình thắp sáng đường quê thì ở điện lực Nam Rông thì luôn luôn phối kết hợp với các đoàn, huyện đoàn cũng như là các ông đoàn ở trên địa bàn tham gia rất là nhiệt huyết về cái chương trình thắp sáng đường quê này, xuyên suốt cũng như là đưa lại những cái hiệu quả thiết thực cho một số địa phương. Thứ nhất là mang lại cái an ninh trật tự cho thôn xóm, cũng như là mang lại ánh sáng để mà văn minh để cho người dân. Những năm qua thì Lâm Đồng đã tích cực triển khai các chương trình thắp sáng đường quê. Hiện nay hầu khắp các tuyến đường liên thôn, liên xóm, khu dân cư trên địa bàn đều được lắp đặt các tuyến đường điện chiếu sáng công cộng. Để làm được điều này, ngoài việc huy động nguồn lực của ngành điện trong nhân dân, thì chính lực lượng đoàn viên thanh niên các đơn vị địa phương đã góp phần không nhỏ trong việc tham gia thực hiện hoàn thành các công trình. Ban đêm thì tối lắm. Ban đêm thì chỉ có nhà nào người ta thắp điện tí chập tối thôi. Rồi người ta tắt rồi. Còn thì đã 9 giờ đêm là tối lắm. Tôi là người dân thì tôi cảm thấy là rất mừng. Bởi vì là từ trước giờ tối ấy, giờ là có điện đường như này là người dân rất thích ạ. Những tuyến đường vùng quê vốn trở nên hẻo lánh, cô quạnh vào các thời điểm màn đêm buông xuống, giờ đây đã được đổi khác. Chương trình thắp sáng đường quê không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, làm đẹp thêm những tuyến đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng để trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có thêm nhiều công trình thắp sáng đường quê đầy ý nghĩa, có ích cho cộng đồng xã hội, góp phần thay đổi diện mạo trên những vùng quê.